Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý lên đồng nghiệp chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất Fashion Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, sau một thời gian phát sóng, chương trình được đón nhận rất là nhiều cái tình cảm đặc biệt của quý vị. Chúng tôi đã lan tỏa được giá trị nhân văn của chương trình, lan tỏa được sự yêu thương của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Và từ đó, chúng tôi muốn mở rộng thêm nữa đối tượng tham gia chương trình. Những giai đoạn trước, đó là giai đoạn đại dịch đã trôi qua, rất là nhiều cái hoàn cảnh có người thân mất trong đại dịch. Và trong câu chuyện sắp tới đây nữa, chúng tôi mở rộng ra, đó là những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Càng khó khăn hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi chia sẻ những khó khăn đó. Chúng ta muốn mái ấm gia đình Việt là một mái ấm của tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Đừng ngần ngại gì, hãy giới thiệu với chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ những khó khăn đó với những hoàn cảnh khốn khó trong cuộc sống này. Và hy vọng rằng chúng ta nhận được nhiều nhân vật hơn nữa để có thể chia sẻ khó khăn đó. Và mỗi gia đình đến đây chúng ta đừng lo gì cả. Chúng ta sẽ được sự đồng hành của các nghệ sĩ của chúng tôi để có thể có thêm niềm tin, động lực và có thêm nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống này. Hãy đến với mái ấm gia đình Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những hoàn cảnh như thế nào quý vị, họ làm nghề gì, họ khó khăn ra sao. Nhưng trước khi gặp gỡ ba gia đình thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời trong ngày hôm nay. Họ là những năng lượng tích cực để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn đó có thêm nhiều điều tích cực trong cuộc sống này. Đó chính là Thái Thị Hoa và diễn viên Quốc Khánh. Rồi. Tôi gặp hai người này là tôi thấy cái đẹp, cái vui, những cái năng lượng tích cực nó tràn ngập về. Mặc dù hôm nay tại nơi thực hiện chương trình nó rất là nắng hả quý vị ha? Dạ không nắng gì đâu. Không nắng gì đâu đúng không? Đổi lại. Cố gắng lên thôi Quốc Khánh ha. Rồi đầu tiên là chào đón Thái Thị Hoa. Dạ chào anh. Bạn sẽ chuẩn bị tâm thế thế nào với chương trình này? Trước khi tới đây là em đã sẵn sàng là tâm thế là lăn xả và chơi hết sức để có thể là mang tất cả những giải thưởng to nhất của chương trình về cho ba gia đình. Hay quá, cảm ơn điều đó. Còn Quốc Khánh đang tâm trí thế nào để có thể giúp đỡ ba gia đình đây? Dạ xin chào quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay. Em tới với một cái sức khỏe, tại vì mọi người thấy em đứng ngoài nắng mà em còn giỡn như vậy được là mọi người biết em khỏe rồi. Và em sẽ cho đi hết những cái sức khỏe của mình để giúp đỡ những cái người mà đang khó khăn. Đó, mát nắng quá, nóng quá, mát quá. Một tràng pháo tay cho hai nghệ sĩ khách mời chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hình ảnh của ba gia đình. Mời quý vị đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Phan Thị Tiến Nhung, lớp 97, trường trung học cơ sở Erika. Hiện tại con đang sống với ngoại với hai cậu. Bé Nhung thì hồi nó sanh ra rồi một tuổi mấy là ba nó bỏ đi rồi. Đến lúc nó học lớp 5 thì mẹ nó cũng bỏ đi rồi, mẹ nó bị tâm thần. Chồng tôi cũng bệnh phổi mà mất 182 tới giờ. Và bây giờ chỉ có mình ngoại là lo cho cháu thôi. Chiêu chào con về nói với ngoại, ngoại khuyên con là quyết tâm để học hơn. Con quyết định là con học đến bây giờ. Ngoại đi làm nuôi con từ nhỏ đến lớn luôn. Không có ba mẹ bên con thì con cảm thấy là tủi thân. Nhưng con cảm thấy ngoại yêu thương con là con hạnh phúc rồi. Công việc của tôi là đi tập vụ từ 11 giờ tới 5 giờ chiều. Mỗi một tháng 3,5 triệu. Đứa con đầu của tôi nó đang làm bảo vệ mà nó cũng bị tâm thần mà nó nói nhẹ. Đứa con thứ hai thì nó nặng nhất. Ăn uống thì phải xúc cho nó rồi phải thịt đồ hay gì đó phải cắt, cá phải xé ra nó ăn đổ tùm lum. Tôi không bỏ con tôi được. Tại vì mình thương con quá rồi không bỏ được. Chừng nào mình chết rồi thôi chứ giờ còn sống thì tới đâu lo tới đó. Mẹ
thấy gia đình cũng khó khăn nên là địa phương cũng hỗ trợ cho gia đình rất là nhiều, tạo điều kiện nhờ cô làm lao công cho địa phương, cũng như là trao tặng các suất học bổng cho bé Nhung. Con cảm thấy mọi vất vả càng ngày càng yếu hơn và già đi nữa. Con sợ là ngoại mất nên con phải cố gắng học. Ngoài việc học, con ở nhà con phụ ngoại như là quét nhà, lau nhà, giữ chén, nấu cơm. Lâu lâu tôi ngồi tôi cũng suy nghĩ nó ngoại trong mình, ngoại là bệnh hết. Cẳng chân đầu gối cũng đau, giờ bú cổ rồi. Giờ lớp nào gan có nang. Tôi sợ sau này tôi có mệnh hệ nào không ai lo cho con, cho cháu tôi. Động lực của tôi giờ vì cháu Nhung nữa. Lo cho cháu Nhung đến nơi đến chốn. Tôi có ngoại con, đáng lẽ bây giờ là an hưởng tuổi già rồi. Nhưng ngoại con bây giờ cố gắng để đi làm, để nuôi con ăn học. Vậy ngoại không bỏ cuộc thì con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con cố gắng để học hành tài, sau này con báo hiếu ngoại. Xem cái hoàn cảnh gia đình mình, thật sự mà nói thì cô Linh thấy không còn gì khó hơn, không còn gì khổ hơn nữa. Gần như ngoại khóc không còn nước mắt để khóc nữa ngoại hả? Ngoại năm nay nhiêu rồi? Dạ 70 rồi. 70 hả ngoại hả? Quê ngoại là ở đâu? Ở dưới Gò Đen, Long An. Long An. Rồi giờ hiện giờ mình sống ở đâu? Sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở phường 9, quận 6. Là nhà đó của mình luôn hả ngoại hả? Dạ, nhà ở bên chồng cho. Dạ. Rồi giờ bên gia đình chồng có hỗ trợ được chia sẻ? Dạ không, có hai người chị, người tám mấy, người tám chục rồi, không có ai hết. Trời đất ơi, cái nhà nó dột hết trơn rồi hả? Dạ. Nhà nó xây bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu rồi, chú Quỳnh. Mình không sửa lại chút xíu? Dạ, điều kiện không có. Không có hả? Dạ. Con ơi, mỗi lần con học chị mưa gió nó dột rồi sao con? Con cố gắng chịu thôi. Đây cố gắng chịu thôi hả? Dạ. Ước tập hết làm sao? Dạ sao. À cái máy nó bằng gì vậy? Dạ bằng tôn. Bằng tôn hả? Dạ. Bữa nào là chú Quyền Linh sẽ tới nhà lập lại tôn đó được không? Dạ được. Được ha? Dạ. Rồi. Trước mắt là lập tôn lại cái đã. Cho nó chỗ nó đàng hoàng để cho con học. Nãy chú thấy là con không bỏ cuộc là chú thấy vui rồi đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. À con mong muốn được làm gì nè? Dạ con hiện tại chưa có mong muốn được. Tại bây giờ con đỗ cấp 3 để có bằng mốt lớn để nuôi cho ngoại. À, giờ có bà với con sống hả? Trời ơi thấy thương sức. Sao thấy sao Hoa thấy em nó có giỏi chưa? À, bé là một con bé rất là có nghị lực ạ. Và đặc biệt là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ tấm lòng của một người mẹ, một người bà. Và luôn luôn làm dốc hết sức mình để có thể chăm lo cho con, cho cháu. Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài việc là anh mong là em sẽ có thật là nhiều niềm vui. Tại vì cái tuổi em còn quá nhỏ, cho nên là em cứ ước mơ những cái điều gì đó. Nó làm em cảm thấy vui vẻ, nó làm em cảm thấy nhẹ nhàng thôi nha. Về mình là con gái nữa, bây giờ về nhà ngồi suy nghĩ ước mơ mình muốn làm nghề gì, làm công việc đó thật là tốt để sau này lớn lên nuôi bà ngoại, nghe chưa? Ráng học giỏi nha em. Ok rồi. Còn bây giờ cô Linh xin mời quý vị đến với hình ảnh gia đình thứ hai. Con tên là Lê Tướng Lộc, hiện tại là con 14 tuổi và hiện tại con đang học tại trường học trung học cơ sở Hai Bà Trưng. Và gia đình con gồm có 5 người, và con, chị hai con, bà ngoại con và cậu dì con ạ. Ông ngoại con mất vì dịch Covid-19 vào tháng 9 ạ. Mẹ con mất vì ung thư lúc con lớp 6 là 3 năm trước, 2019 ạ. Hiện tại gia đình là có con trai thì chạy xe ôm, chưa có vợ con gì hết. Với nhỏ con gái nó cũng hơi bị thần kinh nhẹ đó, thành nó đi lượm dây chai về bán. Rồi với có hai đứa cháu, gia đình thì rất là khó khăn. Đi ông ngoại năm rồi không bị Covid cũng chết cuối năm vậy đó. Hồi đó có vợ có chồng thì ông đi bán vé số, rồi về vợ chồng sống có nhiều sống nhiều vậy đó. Rồi giờ ông mất rồi, ông ra cũng như là mất hết cánh tay rồi. Đến đây giờ già cả đơn chiếc không có làm gì, phơi ba cái cơm. Duyên nhỏ nãy nó đi lượm dây chai về bán thôi, sống qua ngày vậy đó.
Ông ngoại là Hương yêu con từ nhỏ, Hương yêu cái gì cũng lo lắng, cái gì cũng Hương, cái gì cũng cho con, cứ cả ví dụ nhịn ăn cơm buổi trưa đi học về, ông ngoại á mua hộp cơm á 25.000 ông ngoại ăn cho con ăn trước, ăn hết và ông ngoại ăn sau, mà ông ngoại cho tốt, ông ngoại cho con nhiều thứ lắm mà con chưa, con tiếc là do con chưa có trả ơn báo ơn được cho ông ngoại con, không hiểu cho ông ngoại con mà ông ngoại con qua đời rồi. Nhiều khi giờ mà ông nói ông thương tôi sao ông bỏ tôi ông đi ông để tôi sống một mình. Nhiều khi nằm đây giờ mà ông cười cười, ông chụp hình ông cười cười, ông giờ ông sướng rồi ông cười hoài ha. Lâu lâu ông ngoại nhìn hình ông ngoại, bà ngoại khóc là bà ngoại nhớ ông ngoại. Tại vì hai người ở với nhau hơn mấy 35 năm rồi, ngoại với ngoại con là ở với nhau mà không có cãi nhau hoặc là xích mích gì hết. Chỉ cách nay 3 năm thì mẹ nó bệnh, gần bệnh là cái gì khủng khiếp. Bệnh là suy thận mà, có là chạy thời gian mà chạy nằm bệnh viện rồi đó thì không hết. Thì mẹ bà Lộc đã qua đời. Thì trong lúc thì gia đình rất là khó khăn. Bà ngoại Lộc lúc này thì tôi thấy là rất yếu, lúc có thời gian bệnh nằm bệnh viện ha. Bây giờ anh nay cũng 70-80 rồi. Là rất là yếu, tới luôn thì rất là khó khăn. Nhà con đã ở đây là được mười mấy năm rồi. Thì nhà con cũng đã xuống cấp nhiều, trầm trọng rồi, nó bị nứt tường. Thứ nhất là bị nứt đằng sau, khúc đằng sau nhà, ngay toilet nó sẽ bị ẩm nước, nó sẽ bị nứt tường. Thứ hai là tôn nhà con bị dồn, nó bị để lâu thì nó bị dồn. Và nhà con bị nổ tường hết rồi, có cửa thì nó bị mục, bể sẽ bị mục ở dưới chân hết rồi. Không trời mưa thì đỡ, nếu mà bữa mưa bữa tạnh thì không đến nỗi. Còn mưa quá cái này nó rút nước á, nó ẩm á, cái nhiễu xuống. Có bữa ngủ chùm cái khăn lên đầu vậy nè, ăn cho nó nhiễu vô cái khăn vậy đó, có nhiễu nguồn nhiễu dưới đất hả, lao. Còn Lộc nó nằm đây, ngoại nằm đây, tối nằm suy nghĩ hoài, không biết bây giờ mình còn sống mình lo cho nó vậy, không biết mình có trăm tuổi già, không biết sự sống nó ra sao mình không biết. Ước mơ tương lai con là sau này học thật tốt để có một công việc ổn định để lo cho chị bà ngoại và chị hai, để cuộc sống đấy nó đầy đủ hơn bây giờ. Gia đình bên kia cũng khó, gia đình bên này cũng khổ. Khổ quá hả bà hả? Giờ cái kinh tế trong gia đình đó, mỗi tháng thì ai là người chi trả? Mấy cô đó với bán ở chợ đó về thấy vậy đó, có rau cải có gì cho ăn. À. Cũng đạm bạc quá ngày vậy à. Vẫn nuôi cho con này nó đi học. Tiền học của con tháng nhiêu con? Dạ, do con có sổ hộ nghèo ở huyện á thì tiền học nó sẽ giảm được, tiền học 2 buổi cũng vài trăm à, cũng vẫn đóng như bình thường như mấy bạn thôi. Rồi cái nhà đó là của ông bà mình đó luôn hả? Dạ, và bà ngoại con mua đây từ cũng 11 năm. Rồi cái nhà cũng đang dột đúng không? Giống như nhà nãy đúng không? Xuống cấp dữ lắm rồi chú. Xuống cấp hả? Dạ. Nước mưa nó nước ngập lên nhà. Rồi, bữa nào mình xuống mình coi chắc cũng lập lại tôn này kia cho nó đỡ dột ha. Rồi mình lo trước Tết luôn để nước mưa nó không có dột, ăn Tết cho nó ngon lành ha. Dạ cảm ơn chú. Rồi con đang học cái gì? Dạ hiện tại con học lớp 9 ở trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Nguyễn Gia Bè ạ. Con mong muốn sau này làm cái gì con? Dạ sau này con mong muốn là mình có một công việc ổn định để lo cho bà ngoại. Và một cái mơ ước nhỏ nhoi của con là để sửa nhà cho bà ngoại. Tại vì nhiều lúc con nằm kế ngoại ngủ thì tôn nó dột, bà ngoại phải lấy khăn chùm. Nước cứ nhiễu liên tục, bữa nào mưa to mà chưa có nắng khô không kịp thì nó cứ nhiễu xuống hoài. Bà ngoại chắc khóc không còn nước mắt rồi. Có bao giờ con ngồi con khóc một mình con suy nghĩ gì điều đó không? Dạ, do mình là một người con trai thì mình khóc ít cho ai hay lắm. Thì mình nhiều lúc mình buồn mà mình không nói ra, mình cố gắng thôi. Cố gắng. Dạ. Nhưng mà em thấy bé đó là một trai rất là cứng cáp, rất là mạnh mẽ, rất là mạnh lớn. Đỡ hơn bé kia tội nghiệp ha. Nó nói là trong những lúc khó khăn nhất tật phải mạnh mẽ hơn nữa. Rồi thôi cố gắng, hôm nay mình nỗ lực để vượt qua thử thách chương trình để con số tiền
để mình lo cho ngoại con ha, lo đóng tiền học nữa. Dạ. Đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với hoàn cảnh thứ ba trong chương trình. Con tên là Đào Thị Xuân Mai, 15 tuổi, đang học lớp 9 trường trung học cơ sở Phú Lợi. Gia đình con có 4 người, còn hiện tại con đang sống với ba, anh hai và một đứa em trai của con. Ôi anh Đào Vĩnh Hủng, 49 tuổi, ông Việt Hủng ơi, y ầm mướn, hai mướn thì hàm đó. Rồi ông Việt này hàm hồi xưa à. Công việc hiện tại của ba con là chợ, làm công việc chạy thuê, như là chạy hàng thuê cho người ta, thỉnh thoảng cũng có đi cắt cỏ. Thu nhập của ba con tầm một tháng cũng được 40 triệu. Mấy tháng nay không có hàng chạy nên là ba con bị thất nghiệp. Ngày nghỉ thì con có thể là lau nhà, quét nhà, rửa chén phụ ba. Còn mấy ngày trong tuần con đi học, có thể là con phụ giúp ba phơi đồ, xếp đồ. Em con hiện tại đang học lớp 4 tại trường tiểu học An Phong. Anh hai con đang học đại học. Thời gian rảnh thì anh hai con có đi làm thêm nên là ít có thời gian ở nhà. Anh hai con đi làm thêm, dùng tiền đó để phụ ba đóng tiền học cho tụi con, tiền phí sinh hoạt trong nhà. Thì sau khi mà Covid á, vợ chú Dũng mất á, thì một mình chú Dũng phải trang trải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, rồi cũng làm việc chân tay cũng vất vả. Gia đình mới ăn cơm xong, đang ngồi cầu nguyện cho mẹ hết bệnh thì nghe được một cuộc điện thoại là mẹ mất rồi. Lúc đó con thì cảm thấy không có làm gì được cả, không nói được, cũng không làm gì, chỉ có ngồi một chỗ thôi. Có lẽ hình ảnh mà con nhớ nhất về mẹ thì là chuyến đi chơi đầu tiên của con với mẹ. Cũng là chuyến đi chơi cuối cùng mà con được đi chơi với mẹ. Điều mà muốn nói với mẹ thì có rất nhiều. Nhưng mà cái câu lúc mẹ đi về con muốn nói với mẹ nhưng mà con không dám nói là mẹ ghen hết mình đi về chung với tụi con. Con chưa từng bao giờ nói lời yêu thương với mẹ. Con là người không thể nào khó bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Con rất là hối hận khi không kịp nói những lời đó. Mẹ con chú là người rất là tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, một người xinh đẹp nhất trong mắt con. Em khi nghe tin mẹ mất con rất là buồn. Mẹ con rất yêu thương con. Lúc mà mẹ con nằm trong bệnh viện 10 ngày đó, mẹ con thở oxy mà không có nói chuyện được gì cả. Điện giờ thì cũng nghe tiếng thở của mẹ thôi, cũng không có nói chuyện được với mẹ gì cả. Lúc mẹ con mất thì con cũng ít nói chuyện lại với mọi người xung quanh. Ba con cũng không nói chuyện. Từ lúc mà mẹ mất thì anh hai con trở nên là một người cũng như tự kỷ, không nói chuyện với ai, cũng không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Anh con thì bây giờ cũng đỡ hơn chút trước, thì có đi về nói chuyện với ba một vài câu xong cũng lên phòng thôi. Ba con thì bị nhộng bẩm sinh. Dù ba như thế nào vẫn là ba của con. Con muốn là ba con có thật nhiều sức khỏe để sống lâu với con. Con sẽ cố gắng học tập để cho ba vui lòng. Con mong ba có nhiều sức khỏe và ở cùng ba với anh chị con. Con rất tự hào về ba, vì ba là một người có bệnh tật từ nhỏ nhưng mà vẫn cố gắng chăm lo cho ba anh em ăn học thành ơi tới chung. Còn thiếu đúng không? Anh nó đi học rồi. À còn anh nữa. Rồi đang đi học đại học đúng không? Học đại học. Anh học đại học luôn. Quá giỏi. Một mình ba nuôi ba đứa nhỏ luôn hả? Mẹ con mất vì Covid con hả? Dạ đúng rồi ạ. Hồi tháng mấy con? Dạ hồi tháng 8. Hồi đó mẹ con làm công việc gì? Mẹ con buôn bán vậy. Buôn bán. Từ ngày mẹ mất tới giờ thì
Mình có bao giờ nằm mơ thấy mẹ không con gái? Dạ có, mấy lần cũng nằm mơ thấy mẹ. Mẹ con có nói gì với con không? Mẹ dặn là mẹ không mong gì cả chứ mong con tốt. Mỗi lần nhớ mẹ vậy đó thì con hay tâm sự với ai? Con không tâm sự với ai được cả. Ở nhà ít có tâm sự với ba lắm hả con hả? Ở nhà con ít nói chuyện với mọi người trong gia đình. Sao vậy con gái? Như là nói chuyện không hợp nên là con muốn không muốn nói nhiều. Con chỉ có mấy người thân thôi, ba nè, anh trai nè, rồi em trai nữa. Lúc mà mẹ con mất đó, anh con bị áp lực xong rồi có triệu chứng là bị tự kỳ nhẹ nên là không có nói chuyện với ai cả. Không nói chuyện với ai luôn. Vậy thì con phải nói chuyện với anh con. Giống như là anh con đi học về chỉ lên phòng đóng cửa xong rồi tới giờ lại đi học không gặp được. Anh ơi, sao mình không tâm sự nhiều với con gái? Nói cũng vậy học nói dài à. Từ 6 giờ mình gửi sáng rồi học 8 là gửi nói. 6 giờ đến 8 giờ rưỡi tối hả? Thực ra thì mình hãy gần với con gái mình, chia sẻ nhiều hơn nữa bằng mọi cách anh à. Đây là một trong cái tuổi rất là nhạy cảm ha. Bé không biết nói chuyện với ai hết trơn á. Con nay nhiêu rồi con? Con 15. 15 luôn hả? Nên đang tuổi phát triển. Sáng đi học thì con dạy con nấu cơm ăn hay là như thế nào con? Thường sáng là ba sẽ nấu cơm hoặc là có thể nấu mì ăn ở nhà xong rồi đi học. Học tới chiều về? Dạ. Rồi con phụ được gì cho ba? Thì chiều, thường là chiều về con sẽ lau nhà, quét nhà. Tối thì ba giặt đồ tẳng con chứ bị phơi đồ lên thôi. Ba giặt đồ cho con luôn. Đó, ba thương con quá trời đất luôn á. Chỉ có điều là ngại chia sẻ thôi. Bây giờ theo Linh nghĩ thế này nè, mình chia sẻ với con mình nhiều hơn nữa. Tìm cái thời gian nào đó nơi biết rằng cơm áo gạo tiền tất bật mưu sinh như vậy mà không chia sẻ với con mình không hiểu được con mình cần gì, thiếu gì. Với lại đang cái tuổi này nè, với lại con cũng phải mở lòng với ba con chút xíu nữa. Có bao giờ con với ba ngồi nó tâm sự về mẹ không con? Lúc mà mẹ con mới mất riêng đêm đó thì ba ấy con không muốn được chỉ ngồi mong cũng là mẹ sẽ quay trở về. Chú biết bao nhiêu cái nỗi buồn nó dồn nén trong lòng của con đó. Anh ơi, Linh nghĩ rằng là cần phải nói chuyện với bé nhiều hơn nữa. Đơn giản là như vậy thôi. Còn con trai nè, có gì gọi điện chú Quốc Khánh nha. Ủa, gọi điện chú Quốc Khánh chi? Chú dẫn đi coi kịch, vui lắm. Con vui quá vợ. Hôm nay con gặp chuyện gì vui mà chú thấy nãy giờ con cười hoài vậy? Nãy giờ cười hoài. Con biết gì đâu. Con biết gì đâu hả? Còn quá nhỏ mà. Đây, đâu con cầm micro lên coi nói chuyện coi. Alo, cái cho nghe tiếng mình lớn coi. Thử coi. Thử thôi, alo, cả thôi. Mắc cỡ ngại quá. Có em... con, chú nói nghe nè. Con có bao giờ thấy chị của con ở nhà mà thấy chị khóc chưa? Vô tình thấy chị khóc chưa? Có thấy rồi hả? Lúc đó có lại an ủi chị không? Nói sao với chị? Nín đi chị ba. Đúng rồi, ngoan. Dễ thương quá. Nín đi chị ba. Nhiều lúc mấy mốt con mà thấy chị mà khóc là con phải hả ráng con suy nghĩ cái điều gì đó. Cái trời đó vui cũng được, khùng hay như thế nào đó cũng được mà phải lại ghẹo chị cho chị vui lên mấy không? Chú Khánh luôn luôn làm cho ta cười đó con. Cười, nụ cười nó sẽ giúp ta vơi đi nỗi buồn trong cuộc sống này. Hai con gái cố gắng. Chú hiểu con nhiều lắm đó. Vấn đề chỗ là mình phải nói ra. Nói gì nói chị Hoa nha. Rồi, thật ra mà nói thì ba gia đình ngày hôm nay gia đình nào cũng khó quý vị. Khó đến mức mà nó hơn chữ khó nữa. Thôi thiền dày đi. Mời cả ba gia đình trở lại sân khấu. Chúng ta thôi khỏi đi. Thôi giờ dày. Bà đi lại khó. Bây giờ mình vô chương trình luôn đi. Đầu tiên là cả ba gia đình ra ngồi nghỉ ngoài kia để cho hai nghệ sĩ chúng tôi thi trước, giúp cho ba gia đình giảm cái phần khó khăn trong cái thử thách đi ha. Chúng ta sẽ đến với phần thử thách đầu tiên trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt với Hoa hậu Thái Thị Hoa và diễn viên Quốc Khánh.
thân mến, như thường lệ thì hai khách mời chúng tôi sẽ tham gia thử thách đầu tiên để giảm độ khó cho ba gia đình. Thử thách như sau: trong vòng 1 phút 30 giây, nó khó cái chỗ này nè, không phải lon nó ngã mà lon nó phải ra khỏi cái vòng của chúng tôi. 30 giây thôi anh. 1 phút 30 giây. Không tới đâu. Nó không tới luôn hả? Trời, hay vậy Hoa? Chuyện nhỏ. Đó, tạc lo nha quý vị nha. Nếu mà chiến thắng được phút 30 giây, chúng ta sẽ giành được một quyền ưu tiên giảm 50% độ khó thử thách cho cả ba gia đình. Yeah. À, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đơn giản thôi. Nào, bây giờ mình kiểm tra đồng hồ. Nhớ là 1 phút 30 giây nha. Đã. Số mấy đây? Số 0. Rồi. Là mình hết đây rồi mình chạy ra kia mình lấy dép được không? Lấy dép về, không chừng nào lon ra hết cái vòng ô vuông đó thôi nha. Dạ. Chuẩn bị. 1 phút 30 giây trò chơi tạc lon bắt đầu. Yeah, trời ơi, quá dữ. Lấy dép, quá dữ, lấy dép về, lấy nhiều dép về đây. Nhanh lên. Hay quá Hoa ơi, hay quá Quốc Khánh ơi. Đặt lên rồi, vô. Cái gì vậy Hoa? Không có lo nào cả đâu vậy. Cố lên nào. Thử thách của nghệ sĩ dành cho ba gia đình. Nếu như chiến thắng, chúng ta sẽ có quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên là gì đây? Trời ơi, cố lên. Gì vậy Hoa? Còn hai cái lon nữa. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa, cố lên. Ráng đi qua lấy dép về, mau lên. Còn một cái cuối cùng. Mau lên. Cái này nè. Cố lên. Yeah. Tuyệt vời. Với những hình ảnh vừa rồi, bây giờ mình rút xem quyền ưu tiên của gia đình là gì đây. Ok, bây giờ em đi. Em rút cho hơi. Em ở đây là gương mặt tươi tắn nhất, may mắn nhất. Gương mặt đẹp nhất á. Ừ. Mọi người hồi hộp không? Rút ra gì đó. Giảm 3kg hạt bắp. Tức là nhiệm vụ của họ sẽ làm 5kg, nhưng bây giờ giảm 3kg, còn 2kg, tức là giảm hơn một nửa luôn. Rồi, chúc mừng, chúng ta tặng cái quyền ưu tiên cho gia đình đi. Đem tới đó luôn, đem tới đó luôn. Vậy lát cho chị 3kg hạt bắp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách đầu tiên của ba gia đình trong ngày hôm nay. Mái ấm gia đình Việt. Chào đón các ba gia đình, chúng ta đến với vòng thử thách đầu tiên. Chúng ta có hai lần thử thách. Hai lần thử thách đó chúng ta sẽ cộng thời gian lại. Thời gian của đội nào thấp nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng và đội đó sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chính vì thế nên Quyền Linh xin nhắc cả ba gia đình rất là quan trọng ở lần thử thách này. Chúng ta đã được giảm 50% cái khó khăn rồi. Đúng ra là thử thách nó rất là khó nhưng giảm được 50% rồi. Và mình phải bằng mọi giá chinh phục được thời gian nha. Có nghĩa là chúng ta tách cái hộp bắp ra càng nhanh càng tốt. 2kg đội nào càng thấp thời gian càng tốt. Chúng ta cố gắng làm thật nhanh, sau đó đội nào làm xong đưa tay lên nha. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Được không? Để con coi được bao nhiêu ký. Đó, 2kg đó. Tách làm sao, có 2kg hạt bắp thôi. Đây nè, bên đây ta tách ra hạt này, thấy chưa? Nếu mà tách ra được một đường đó thì rất là dễ. Ráng lên đi. Mình tách à, quan trọng bây giờ mình bẻ ra về trước nè. Đó, mình tách vậy nè. Đó, mình tách ra một đường trước cái đã. Sau đó nó có đường rồi mình rất là dễ tách nha. Đó, 2kg. Đây vậy nè. Vậy nè, mình bẻ ra. Rồi mình tách nó có cái đường cái đã. Đó, tách có cái đường. Rồi sau đó nó có đường rồi mình dễ tách hơn, thấy chưa? Trời ơi, không có kinh nghiệm chứ, hồi xưa tôi bán bắp tôi biết mà. Cố lên. Nào. Cố lên, cố lên các người sĩ của chúng tôi, cố lên, cố lên, lẹ lên, lẹ lên. Hai bạn đã giúp cho họ giảm được 50% rồi đó. Thành ra là đây họ chỉ còn 50% độ khó thôi. Giờ muốn giúp hơn được không anh? Khó đó. Được bao nhiêu bỏ vô, được bao nhiêu bỏ vô đây để canh coi.
đó. Trời là bị danh wow. Gì vậy? Bây giờ rất là nhanh hả? Cố lên! Cố lên nào! Sao vậy? Hết rồi. Mình không được trái này, mình lựa trái khác liền. Cái trái nào nó khó đó, là mình làm trái khác liền luôn. Nhanh lên! Đó, đây nè. Hai bạn lên phụ luôn lên đi. Phụ được không? Lên phụ được không? Lên phụ, lên phụ, lên phụ, lên phụ! Phụ luôn, phụ luôn. Để anh phụ em, để anh phụ em. Bây giờ mỗi người phụ một nhà, mỗi người phụ một nhà. Mỗi người phụ một bên. Ok. Nhanh lên, nhanh lên. Khó, cái này khó à. Quá dữ luôn. Nhanh lên. Năm trăm bài gram nữa thôi. Chưa đủ. Cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Bên ngoài nhìn rất là dễ nhưng mà làm thì không hề dễ tí nào. Rồi. Đủ chưa? Bao nhiêu? Dồn vô. 100 gram nữa. 100 gram. Nhanh lên. 5 4 Rồi. Rồi dừng lại luôn. Yeah. Đủ luôn. Đây còn chút xíu nữa. Vô mấy đứa. Vô. 5 Ráng xíu rồi, ráng. 2, 3, vô. Ráng đi, ráng vào đây. Ở đây lâu nhất nè, ráng lên. Hả? Ráng lên. Phải nó xong rồi. Ráng lên. Ủa xong rồi. 5 4 Hả? 3 2 1 Xong. Mệt quá. Mệt quá. Chúc mừng ba đội sau một thời gian tách bắp bằng tất cả các móng vuốt của mình. Cảm ơn Hoa với là Khánh đã hỗ trợ cho cả ba đội chơi chúng tôi để vượt qua thử thách. Và bây giờ tôi xin công bố thời gian của gia đình Tuyết Nhung bà Bá là 12 phút 22 giây. Gia đình của Xuân Mai anh Dũng là 11 phút 58 giây. Thời gian gia đình Tấn Lộc là 11 phút 55 giây. Chưa có vấn đề gì cả. Chỉ có gia đình này cái giây nó hơi cao chút xíu thôi. Mấy chục giây không là gì cả. Nhưng mà ở vòng thử thách thứ hai, cố gắng nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với thử thách dành cho nghệ sĩ trong chương trình. Tiếp tục với thử thách này, Hoa và Khánh sẽ dành một quyền ưu tiên nữa cho thử thách thứ hai cho cả ba gia đình. Đơn giản, chúng ta dùng hơi bong bóng, mình đẩy nó đi tới đây. Ba cái ly đẩy đến đây là thắng trong vòng. Chỉ cần qua cái ô này thì không cần rớt xuống phải không anh? Không được rớt xuống lụm lên để vị trí đó được. Làm thổi tiếp nha. Miễn sao nó tới vị trí này cái đã. Ba cái ly nằm ở vị trí này, cái mức cuối cùng đây. Xuất phát là điểm này và kết thúc là điểm này, xong. Qua cái ô này là được phải không ạ? Không, phải nằm ở đây, nằm ở kế cái vị trí này. Hỏi chưa? Chơi. Chơi thôi. Nào. Tất cả sẵn sàng. Thời gian dành cho Hoa và Khánh bắt đầu. Mạnh lên, đó. Rồi. Lụm lên để đây. Đúng rồi. Cho nó qua bên kia. Đó. Tiếp tục. Cứ như thế mình di chuyển bằng hơi bằng bóng thôi. Đó, đúng rồi đó. Đó, đúng rồi đó. Cố lên, được rồi đó Khánh. Đây, đây, được rồi, tới đây được rồi. Tiếp tục, cái thứ hai. Ở bên đây hoa thế nào rồi? Ở bên ngoài rồi, anh ở
qua rồi, nó qua rồi mà nó rớt xuống. Rồi, tiếp tục gì? Trời ơi, lụm lên để đây vừa thôi, ta điều chỉnh cho nó tới đây thôi chứ. Rồi, tiếp tục cái thứ hai đi. Khó chứ không phải dễ đâu nha. Ủa, ra đây chứ. Đó, đúng rồi đấy. Đó, đúng rồi đó. Cố lên. Vô. Đó. Đúng rồi đó Hoa. Hồi đỏ mặt luôn á. Mạnh lên thế đấy. Rồi, di chuyển cho nó ra. Vô. Hay quá. Chúng ta đã kết thúc được 1 phút 30 giây. Chúc mừng hai bạn. Đấy, khó mấy thì Hoa với Khánh cũng làm được. Bây giờ quyền ưu tiên là gì đây? Tiếp tục mình tặng gia đình thôi. Hay quá. Nhưng mà cái này sẽ thật là to. To nữa. Giảm 20 chiếc vòng. Hãy tặng gia đình đi. Còn giảm thế nào mình chưa biết, trò chơi thế nào. Giờ lỡ chương trình tặng cho bên đây vòng vàng rồi giảm 20 cái lại là sao anh? Không vàng, không biết được. Như vậy là với thử thách của hai nghệ sĩ chúng tôi đã giảm được 20 chiếc vòng. Không biết vòng gì. Chúng ta đến thử thách của ba gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta đến với thử thách thứ hai dành cho cả ba gia đình. Thử thách này là thử thách quan trọng vô cùng, bởi vì thử thách này chúng ta sẽ lấy thời gian cộng với thời gian thử thách ban đầu. Đội nào có thời gian thử thách thấp nhất, đội đó sẽ đội giành giải nhất và bước vào vòng rút logo của chương trình. Đội về Nhi sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội về Ba nhận được giải thưởng là 15 triệu đồng. Về thứ mấy cũng có tiền hết, nhưng mà cố gắng giành về nhất. Bởi vì nhất á, mình rút logo có rất là nhiều tiền ha. Rồi, bây giờ thì mình chưa biết trò chơi sao, mình rút đi. Nếu mà số 1 là thi đầu tiên, số 2 thì thứ hai, số 3 thì số 3 đó. Cử 3 người ra đi nào. Cử 3 người, mỗi đội một người ra. Rồi, mình rút đi. Không biết trò chơi là gì, rút đi. Ai thi số 1 đâu. Rồi, gia đình của con thi số 1, gia đình đó thi số 2 và gia đình của con là thi số 3, đúng không? Dạ. Vỗ tay. Cả ba đội chơi đều sự hỗ trợ của Hoa và Khánh. Đơn giản là mỗi người sẽ cầm cái cần câu này. Chúng ta câu cái dòng này lên, sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua bên đây. Di chuyển qua đây, đó, đi qua đây. Mình đứng đây, mình thấy cái dòng này giống như thấy dòng dịch vậy đó. Vô. À. Nãy giờ là chú không làm cái gì mà nó không chợt hết trơn. Móc cái vòng ra cũng hụt mà đi ra đây. Khó cũng, không chú? Con thấy khó quá. Toàn bộ hết đúng không? Dạ. Vậy làm trúng mới hay. Thôi. À. Rồi, bây giờ gia đình thứ nhất thi ở lại. Hai gia đình kia mời về vị trí cổ vũ. Tất cả về vị trí đi. Nào, sẵn sàng chưa? Nhớ là đủ 20 cái vòng vào cái chai đó mình mình chơi chưa, chơi chưa, chơi chưa, chưa. Coi chừng dính dây nhau, coi chừng chưa? Dính dây nhau. Đang nháp 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 ạ. Bây giờ chuẩn bị, thời gian dành cho đội đầu tiên bắt đầu. Cố lên. Lấy càng nhiều vòng càng tốt. Vòng qua người đó giữ. Lấy chừng 2-3 vòng đi. Rồi mình chạy qua. Mình thấy. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Hồi nãy làm nháp dễ hơn. Đó. Chạy qua, di chuyển qua xong thấy vô cái chai là được rồi. Cố lên. Quốc Khánh khởi đầu. Vô. Nó ngã thôi. Đó. Nào, từ từ cẩn thận, canh cho nó kỹ. Không được rồi. Vô. Hai chai rồi. Nhanh lên. Rớt chỗ nào đi lại chỗ đó. Đúng rồi. Đi ép, đi. Ráng lên mọi người. Cố lên. Yes. Cố lên. Không được rồi, vòng về câu mau lên. Khó vậy. Không được rồi. Không được luôn. Không được luôn. Nhanh lên, quan trọng là câu nhanh lên. Đó. Quan trọng là câu được hết vòng đó, đúng rồi. Bây giờ đội mình á, mà ai mà ném giỏi á thì người ta ném luôn.
cố lên, cố lên, cố lên. Bây giờ mình được mới có 2 vòng thôi. 3 vòng, hay quá. 4 luôn. 5 luôn. Hay quá. Giỏi quá. Nè em cầm, em cầm luôn. 5 rồi. Hay luôn, trời ơi. Quá dữ. Giỏi quá. Rồi, tất cả qua đây, tất cả qua đây. Có lên em ơi. Tất cả di chuyển qua đây. Từng người nha. Con mang nhiều luôn được không? Mình được 2 8 Yeah, vô đây. Yeah. Vô. Còn 5 vòng nữa. Hay quá, 6, hay quá, đúng rồi. Còn 4 vòng nữa. Yeah. Rồi, yeah. Cuối cùng qua cũng vô. Còn vô 3 vòng nữa. Lắm. Từ từ, còn 3 vòng nữa. Còn 3 cái vòng nữa, Hoa được cũng vô rồi. 3 vòng nữa vô. Còn 2 vòng. Vòng cuối cùng. Cuối cùng. Yeah. Yeah. Hay quá. Yeah. 5 cái. Không, không. Không. Trò này khó hơn cho ta con quá. Nhiều. Như vậy là hôm nay là con xuất sắc luôn ha con gái. Chúng ta cho một tràng pháo tay với gia đình đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Tất cả sẵn sàng, gia đình thứ hai. Cố gắng nhanh hơn chút xíu nữa. Mà ở đây có sự may mắn hay không nữa nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Nếu có may mắn chúng ta sẽ lấy được nhanh cái vòng. Hay lắm. Cứ lấy đại 4-5 vòng đi rồi mình đi thảy luôn là vừa. Cẩn thận cho con gái. Đúng rồi. Từ từ, bình tĩnh nào. Bình tĩnh từ từ. Ô. Ô. Mỗi lần đi là mỗi lần khó nên ta canh cho nó kỹ lên. Bình tĩnh. Thôi thôi. Rồi. Cố gắng lên. Hít thở đằng sau vô nãy có 5 vòng, giờ biết mấy vòng. Vô. Ráng lên, ráng lên. Trời ơi, hãy từ trên xuống á. Vô. Yeah. Một vòng đầu tiên. 2 vòng. Hay quá qua. Hay quá. Ủa nhiều vậy ác thánh. Có 3 vòng rồi. Lâu lâu mình mới có một lần. Vô ơi. Ráng lên. Không được rồi. Vô. Trời ơi. Tức quá. Chưa vô. 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 Có rồi, được rồi Khánh ơi, được rồi Khánh ơi. Đi. Còn 2 vòng cuối cùng. Cố lên Hoa. Đi. Không được rồi. Đi, không được luôn rồi. Không được luôn. Nhanh lên nào. Rồi, chạy về đi. Em chưa có ném gì. Rồi, lấy đi. Vô. Vô. Hay lắm. 4 vòng nữa. Vô, còn 3 vòng nữa. Còn 2 vòng nữa. Còn 1 vòng nữa. 1 vòng nữa cuối cùng nào. 1 vòng nữa. Vô. Yeah. Khánh ơi, mình đã làm được rồi Khánh ơi. Yeah. Rồi, chúc mừng. Như vậy là Hoa đã vượt chỉ tiêu rồi đó ha. Lần này thì em làm rất là tốt. Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng gia đình thứ hai. Gia đình cuối cùng, xin mời. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Mình lấy nhiều vòng vô. Nhiều vòng chút xíu rồi mình chạy qua mình thảy luôn một lúc. Cố lên. Cái khó nhất là lấy vòng, cái thảy cũng khó nữa. Kinh nghiệm rồi, lần này thì kinh nghiệm rồi. Cố lên. Lấy cái khác, không được cái đó lấy khác con gái. Cố lên.
được không? Từ từ nào, bình tĩnh, ráng từ từ qua. Đúng rồi, vào đây nào, gái từ từ, bình tĩnh từ từ một, cẩn thận, cao lên, phải cao lên. Thôi ơi, thôi con thấy, chú thấy con không có khả năng này nhiều rồi đó, đổi cho người khác thấy đi. Bình tĩnh nào, vô. Thôi ơi, không được rồi. Nào, cô gái, vô. Vòng thứ nhất, cao lên. Một vòng thôi, mới có một vòng thôi. Quốc Khánh, rướng người lên xíu nào, rướng người sang hai vòng, hai vòng rồi, ráng lên xíu nữa, mạnh xíu nữa. Sao khó quá. Ba vòng, bốn vòng, hay quá Khánh. Còn hai vòng nữa, cố gắng lấy hai vòng nữa nào. Mới có 6 cái à, 14 cái nữa. 7, hay lắm. Chưa được rồi, kéo ra luôn. Yeah. Rồi. Ok ok. Mau lên, lấy đi, lấy hết từ đây, lấy hết từ đây, gom hết từ đây. 6 vòng rồi. 7, 8, 9. Mười ba rồi, còn bảy vòng nữa. 14, hay quá quá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 rồi, 20 rồi, 20 rồi, 20 rồi, 20 rồi. Hay quá. Cuối cùng thì những nỗ lực của họ đã đem về chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng gia đình thứ ba. Và bây giờ quý vị xin mời cả ba gia đình ta trở lại để công bố kết quả. Tuyệt vời làm sao, với sự nỗ lực của tất cả các thành viên ba gia đình cùng với hai người sĩ chúng tôi, những giọt mồ hôi đã đổ xuống trong mỗi thử thách đó. Cảm ơn rất là nhiều về những giọt mồ hôi đó. Trải qua các vòng thử thách thì cảm giác của Quốc Khánh thế nào? Dạ, đâu biết mệt là gì đâu anh. Dạ, nhưng mà không biết mệt nhưng mà vẫn biết hụt là gì. Nhưng mà trong những cái lần đó tự nhiên cái mình cảm thấy là vui. Chưa, trong cuộc đời em chưa bao giờ em vận động mà em cảm thấy vui như vậy. Những giọt mồ hôi mình xứng đáng đổ ra để đem lại những giá trị yêu thương trong cuộc sống này. Mà cái tâm lý lúc đó ngộ lắm. Tại vì mình chơi thường thường mình sẽ phấn đấu vì một đội nào đó. Mà ở đây ba đội, đội nào mình cũng máu hết. Đúng rồi. Mình cũng chơi hết, mình cũng hết mình hết. Mà cuối cùng giờ mình biết cuối cùng là mình của phiên bản nào thắng đây ta. Đó, điều đó mới là đang lo lắng đây. Miễn mình cố gắng hết sức là được rồi anh. Tất chính cả... xác, dạ. Hoa nói đúng. Miễn mình cố gắng hết sức là được rồi. Đội nào thắng cũng được, đội nào không thắng cũng có giá trị giải thưởng của đội đó. Cảm giác của Hoa bây giờ thế nào? Em vẫn cảm thấy hơi tiếc một tí lúc ném vòng á. Bước đầu hơi bị hụt hơi nhiều. Nhìn mọi người có thể thấy rất là dễ thôi, nhưng mà để chính xác để vào cái chai nước rất là khó. Không đơn giản là người kia Hoa ném ngang, ném dọc vùng luôn hết á. Nhưng mà cuối cùng thì lúc sau cũng đã tiến bộ lên và cũng đã trúng rồi ạ. Cảm ơn hai bạn về nỗ lực đó. Và chúng ta biết giá trị của những giọt mồ hôi đã đổ xuống. Bây giờ thì ba gia đình sẽ có cảm xúc ngay bây giờ. Số thời gian sẽ quyết định được sự thắng thua của ba gia đình. Gia đình về nhất sẽ được bước vào vòng trong, rút logo, giá trị giải thưởng chưa biết được. Gia đình về nhì sẽ nhận ngay giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình về ba sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.
vui cả làng luôn, có người vui nhiều vui ít và tất cả đều vui hết. Chúng tôi xin công bố gia đình về ba là gia đình của ai đây? Gia đình về ba sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình có số thời gian 21 phút 33 giây cộng cả hai thử thách lại. Đó là gia đình Tấn Lộc. Mời bước lên phía trước một bước. Gia đình Tấn Lộc sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Bà thấy thế nào bà? Thì có nhiều cũng vui. Dạ. Lộc thấy sao con? Dạ, con thấy rất là vui khi được một giải thưởng như thế này. Mạnh mẽ lắm chàng trai. Bản lĩnh. Có lẽ mình thiếu một chút may mắn nào đó. Dạ vâng. Nhưng không sao. Trong cuộc sống miễn sao mình nỗ lực là được, mình cố gắng là được. Biết đâu may mắn sẽ đến với chúng ta một ngày sớm nhất, Lộc nha. Chú tin rằng với nỗ lực của con, với bản lĩnh của con, với sự năng động của con, thì chú tin rằng con sẽ thành công một ngày sớm nhất. Chúc gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn trong cuộc sống này. Chúc mừng gia đình Tấn Lộc nhận được 15 triệu đồng. Gia đình thứ hai là gia đình Về Nhi nhận được 20 triệu đồng. Đó là gia đình của gia đình Về Nhi với số phút là 18 phút 46 giây. Gia đình Về Nhất là 17 phút 49 giây, có nghĩa là chưa tới 1 phút. Chúng ta hơn thua nhau chưa quá 1 phút, chứng minh rằng trong cuộc sống này thời gian vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chinh phục được thời gian, chúng ta chiến thắng được thời gian, chúng ta sẽ là người chiến thắng. Đây là thông điệp của chương trình và hãy cố gắng lên, cho dù chúng ta thắng thua không quan trọng. Trong cuộc sống này hãy nỗ lực hơn, hết sức mình thôi. Và bây giờ tôi xin công bố gia đình Về Nhất trong ngày hôm nay. Đó là gia đình của bé. Của bé Tuyết Nhung. Chúc mừng. Chúc mừng gia đình bé Tuyết Nhung. Gia đình con là gia đình Về Nhất nhận được giá trị giải thưởng là những logo chương trình. Chỉ thua một ít giây thôi, chưa tới một phút luôn. Cảm giác của Xuân Mai thế nào? Con cảm thấy rất là vui. Hãy lau khô những giọt nước mắt con nha. Những giọt nước mắt của con đã làm xót xa rất là nhiều người luôn. Nhiều người sẽ hiểu con. Con chú tin rằng á, với những nỗ lực của con, với sự lau khô giọt nước mắt đó, bạn lĩnh lên con. Biết rằng con là một cô bé mới 15 tuổi thôi, nhưng mà càng khó khăn chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Và chú tin rằng con sẽ làm được điều đó với sự hỗ trợ của rất nhiều tấm lòng vàng. Và không kể là Về Nhất, Về Nhì hay Về Ba thì Hoa sẽ có một phần thưởng cho các bạn trong cả ba gia đình. Đó là lát nữa ngay sau khi chương trình mình quay sao xong thì chúng ta sẽ đi sắm đồ Tết cho các bé. Wow. Wow. Sẽ sắm đồ Tết. Chú Quỳnh Linh sẽ tới nhà để lập tôn lại gia đình cho chúng ta. Gia đình Lộc là bị mái tôn bị dột đúng không? Không có học được. Gia đình ai nữa nè? Gia đình của con đúng không? Gia đình con là dột mà học không được, mưa là ướt tập hết đúng không? Chú Quỳnh Linh sẽ sửa nhà cho con trước Tết luôn. Yeah. Ok. Và mình sẽ có quần áo đẹp trước Tết luôn. Mỗi người một chút tình cảm, mỗi người một chút tấm lòng. Chúng ta sẽ giúp tất cả những hoàn cảnh đó để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Số tài khoản của ba gia đình đang hiện trên màn hình quý vị. Hãy chia sẻ với họ, dù một tin nhắn động viên, một lời chia sẻ để ấm áp, để lan tỏa cái thông điệp yêu thương chúng tôi. Và đặc biệt nếu quý vị có chia sẻ một chút về kinh tế càng tốt hơn nữa. Số tài khoản của cả ba gia đình đang hiện trên màn hình quý vị nhé. Cảm ơn tình cảm quý vị. Và lần nữa thì chúc mừng cho bé Nhung và bé Mai. Gia đình của bé Mai sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Anh có thể chia sẻ một vài câu đi anh. Mình cảm ơn. Nói chung là nói cũng khó khăn. Mình cũng hiểu được cái tình cảm của ảnh. Hãy cố gắng chia sẻ nhiều với con mình nữa anh nhá. Bởi vì con gái thì thật ra cũng ít biết chia sẻ với ai. Mình cố gắng dành thời gian cho con mình nha.
cho dù phong ba bão tố, cho dù công việc tất bật mưu sinh kiếm tiền cách mấy, chúng ta phải dành thời gian để trò chuyện với con mình, dành thời gian để tâm sự với con mình, dành thời gian để chia sẻ với con mình, để mình hiểu con mình hơn, hiểu con mình cần gì và mình cần làm gì với con của mình. Đó là những chia sẻ của tất cả các bậc phụ huynh, không phải riêng Quỳnh Linh đâu. Và một lần nữa, mời gia đình của bé Tuyết Nhung đến với vòng đặc biệt rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng cho Tuyết Nhung, con đã đến với vòng đặc biệt này. Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ mình được rút mấy logo mới quan trọng. Rút chúng hết ta... anh. Rút hết thì tốt rồi. Rút hết là tuyệt vời luôn. Nhưng với thử thách này chắc rút hết khó. Thử thách là gì? Chúng ta sẽ tìm dừa ở trong đây. Chúng ta vượt qua chướng ngại vật, chui qua ba cái vòng đó, đem về lên cái thùng phi. Mình để mình tô cái trái dừa màu đỏ, có 10 trái để trên cái bàn là xong. 10 trái đúng không? Đúng rồi. Thời gian càng thấp, mình càng được nhiều logo. Nếu như thời gian 1 phút, chúng ta sẽ được 8 logo. Thời gian 2 phút, được 6 logo. Thời gian 3 phút, càng ngày càng thấp. Và nếu như chúng ta dưới 10 phút, chúng ta được 1 logo. Nếu như vượt qua 10 phút, chúng ta không có logo nào hết. Đến đây chưa chắc đã chiến thắng. Đó, cái đó mới là lo. Lo quá. Chúng ta chiến thắng rồi nhưng mà đừng có ngủ quên trên chiến thắng đó. Phải cố gắng hơn nữa. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ mình kiểm tra đồng hồ thôi. Từ từ em hỏi xíu, lúc mình cầm hai cái dừa mình đi một lúc được không? Hả? Hay cầm một trái một? Cầm một cái một thôi, không được hai cái. Tất cả sẵn sàng. Sẵn sàng. Tô 10 trái dừa màu đỏ nha. Rồi, 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 chuẩn bị nha. Rồi, rồi, chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Vượt qua chướng ngại vật, chui qua. Đúng rồi. Cố lên. Có cái chân dài nó, có cái này nè. Đúng rồi. Ủa sao tôi lên coi mà sao tôi đi nhẹ nhàng vậy? Nhanh lên. Đây hả? Quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Quay mặt qua đây. Rồi tô đi, đây, để đây, quẹt màu đỏ lên. Ờ, để đây nè, để đây, quẹt màu đỏ nè đó. Đúng rồi. Sau đó mình... Đúng rồi đó. Không đeo được không? Được, miễn sao nó đỏ hết rồi. Thời gian quá à. Màu dừa trở thành màu đỏ. Chúng ta sẽ có một sản phẩm mới dừa màu đỏ. Đó. Tô được cho chưa, đều được nha. Được chưa anh? Tô cho được đều nè, thấy chưa? Được thấy, chưa, được chưa, em anh ơi, em xong một trái rồi nè. Xong rồi đúng không? Đây nè, thấy đẹp chưa? Thấy tô đẹp chưa? Cố lên. Xong rồi. Thôi trái thứ hai nha. Quốc Khánh được không? Xong rồi. Xong chưa? Cố gắng đi. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Nhung ơi, hay lắm Nhung ơi, cố lên nữa nào. Cố lên, trái thứ ba. Đó, tô vô con. Đánh lên, đâu rồi? Đây nữa, đây quá trời luôn nè, đó. Xong rồi. Được chưa? Đây còn quá trời. Cố lên. Xong rồi. Đây, còn dưới đây, nhiều lắm, lật lên. Lật cái dừa lên. Trời ơi, chứ này bự quá. Rồi xong rồi anh ơi. Xong rồi. Tắt giờ. Xong rồi. 3, 2. Đâu. Đây nè, còn quá trời nè, đúng rồi. Phụ đây đi đó. Phụ đây đi. À, đấy hết rồi nha, xong rồi. Kiểm tra lại đi. Xong chưa cậu? Xong rồi. Xong chưa? Rồi, xong rồi. Dừng. Chúng tôi bắt đầu công bố kết quả để xem mình nhận được bao nhiêu logo. Thời gian là 4 phút 49 giây. 4 phút 49 giây, chúng ta nhận được 2 bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt của bé Nhung cùng với bà, đó là rút logo. Chúng ta có hai logo để lựa chọn, để xem chúng ta có giải thưởng bao nhiêu này. Bây giờ logo đầu tiên, bà với Nhung, mình chọn đi, hai bà cháu mình bàn nha, mình chọn logo nào. Bà thích màu gì? Số mấy từ 1 đến 8 đó. Màu nào bà chỉ luôn, bà đi một vòng đi. Bà đi đi bà. Bà thích màu xanh không? Có cái màu xanh giống màu áo của bà nè, đó. Màu nào cũng được. Bà đi một vòng đi, cho mọi người tham quan một vòng, biết đâu để con cảm nhận như sao. Đó. À. Cái này là nhiều đó. À, có giật điện trong đó. Màu này hả bà? À, rồi. Có điện đó, cái này có điện nha. Màu đó màu gì vậy Khánh? Dạ. Màu đó màu gì vậy? Màu này là màu xanh nhẹ. Rồi, bà chọn số 5 đúng không bà? Rồi, bà về vị trí đi, tất cả về vị trí nào. Rồi, bây giờ bà nói đi, bà chọn số mấy? Dạ, tôi chọn số 5. Số 5? Dạ. À, bây giờ mình sẽ rút số 5 ha. Mời em gái xinh đẹp. Số 5, mái ấm gia đình Việt. Mời bà với Nhung qua đây. Nào. Đây, Nhung rút đi Nhung, rút ra. Từ từ nào. Chúng ta để xem chúng ta có bao nhiêu tiền ở bảng này đây. Lấy cái tay kia ra. Đó. 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0 và số mấy ở đầu tiên? Số 0, gắn đi em, gắn đi, gắn đi. Số 0 nữa, 7 không nữa. 7 số 0 rồi. Số 9. Số 9 hả? Số 9 là ngon á. Số 9 ngon. À, số càng cao càng tốt. Số 0 nữa cũng được. Số 0 nữa cũng được. Số 0 rồi số 9 nữa. Số 0 nữa là 0 đồng đó. Tôn Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Rút số mấy? Số 20 triệu đồng. 20 triệu đồng dành cho bà và cháu. À, có vốn rồi. Bà thấy sao bà? Có bao giờ bà có số tiền nhanh như vậy 20 triệu không? Dạ không, mà ngày nào ăn ngày nấy cũng đủ. Mà ngày nào ăn ngày nấy hả? Cháu đi học. Mà. Mỗi buổi sáng bà cho bé Nhung nhiêu? 10.000. 10.000 hả? Con số tiền hồi đó giờ con thấy bà có được nhiều nhất là bao nhiêu? Dạ 500. Hả? 500. 500 hả? Dạ. Giờ mình có 20 triệu rồi nè. Dạ. Bà thấy vui không bà? Rồi mình về đó mình đứng không? Bây giờ mình sẽ chọn logo thứ hai. Nào. Logo thứ hai. Số 1 hả? Yeah, nào. 20. Số mấy? Nhung bảo muốn lên số 1. Đồng ý không? Đồng ý. À, đồng ý không? Dạ ơi. Bây giờ tất cả mình nói số mấy nào? Số 1. Rồi lớn lên nào. Số 1. Số 1. Mở. Quốc Khánh với lại Hoa ra qua đây. Qua đây, qua đây. Ây cha. Nãy 20 triệu rồi đúng không? Bây giờ hai tay mày gấp đôi nha. Thì hơi gấp 3. À. 3 luôn. Gì đây? Hoa Sen Home. Ê, ê, ờ. 6 số Hoa Sen Home. Ê. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Ê, ê. Số 0 nữa. Ê, 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 vô lại, vô lại, vô lại, vô lại, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ôi là trời. Kéo lại, kéo lại, kéo lại. Số 0 quá. 7 số 0 rồi. Càng lớn càng tốt. Chính. Rút. 30 đồng. Yeah. Hay quá. Mời bà ra đây nào. Như vậy là với hai bảng logo, chúng ta đã có số tiền là 50 triệu đồng. Vui không Nhung? Dạ vui. Cảm xúc của con bây giờ thế nào rồi? Dạ bây giờ con cảm giác là phấn khởi và vui. Phấn khởi và vui đúng không? Dạ. Con có nói với người bạn của con cái bên gì không? Con cảm ơn cô. Bây giờ xong chương trình này, ô Hoa sẽ dẫn tụi con đi chợ để mua quần áo Tết ha. Yeah. Rồi, chúc mừng gia đình chúng ta. Bây giờ xin mời cả ba gia đình trở lại sân khấu để nhận phần thưởng từ chương trình. Cuối cùng thì chúng ta đã có một kết quả rất là tốt đẹp. À, tuy rằng cái số chênh lệch hơn chút xíu nhưng mà không sao. Đó là những nỗ lực của chúng ta và hy vọng rằng trong cuộc sống tất cả ba gia đình chúng ta sẽ gặp rất nhiều may mắn.
đặc biệt là phải có nhiều sức khỏe, giữ vững sức khỏe của mình ha, để làm sao có thể các con các cháu để phấn đấu để trở thành những người có ích cho gia đình và cho xã hội. Bây giờ xin mời Quốc Khánh sẽ trao giá trị yêu thương từ chương trình Mắm Gia Đình Việt cho gia đình của em Lộc. Dạ vâng, đây Khánh xin gửi phần quà này đến gia đình em Lộc và cô. Mong từ đây gia đình mình sẽ có thật là nhiều niềm vui hơn. Thời gian qua mình buồn nhiều rồi. Khánh muốn cái Tết này phải là một cái Tết thật là êm ấm. Và cái này là không phải là anh chúc nữa, mà anh khẳng định chắc chắn em sẽ là một người đàn ông thật là bản lĩnh để mà làm điểm tựa cho gia đình mình. Hứa với anh không? Dạ hứa. Bắt tay. Mời chị Hoa sẽ trao giá trị giải thưởng 20 triệu đồng cho gia đình về nhì. Dạ, con xin gửi 20 triệu. Và con xin chúc là gia đình mình ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và tin chắc rằng tương lai mình sẽ có rất là nhiều niềm vui đang đợi. Và đặc biệt là một cái Tết thật là ấm no năm 2023. Và bây giờ thì mình đã có thêm một người bạn. Và con lúc nào cũng sẽ sẵn sàng tâm sự cũng như lắng nghe những cái tâm sự của bé. Và đây, giá trị giải thưởng 50 triệu đồng sẽ trao cho bà và Tuyết Nhung. Rồi đây, mặt trời sẽ sáng. Rồi đây, mưa sẽ tạnh. Rồi đây, khổ cực sẽ qua mau. Rồi đây, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Hãy cố lên. Cho dù cuộc sống này có dù gì đi nữa thì chúng ta cũng càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Chúc cho ba gia đình chúng ta sẽ có thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Một tràng pháo tay dành cho các ba gia đình. Một lần nữa cảm ơn Quốc Khánh rất nhiều. Cảm ơn Hoa rất là nhiều. Phải nói hai bạn ngày hôm nay đã truyền cho chúng ta rất nhiều cái năng lượng tích cực, truyền chúng ta rất nhiều cái niềm vui trong cuộc sống này. Và những giọt mồ hôi các bạn chúng tôi trân trọng đón nhận. Cảm ơn những giọt mồ hôi đó đã tạo nên thành công trong ngày hôm nay đối với ba gia đình. Hãy cố gắng lên nữa để hỗ trợ chúng tôi có nhiều chương trình nhân văn hơn nữa, đem đến cuộc sống này nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ những khó khăn với họ quý vị nhé. Đừng ngại ngùng gì cả. Hãy giới thiệu những gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống này. Chúng tôi sẽ đón nhận để đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Fashion Home. Còn bây giờ, Quyền Linh, Quốc Khánh, Thái Thị Hoa và ba gia đình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mai ông gia đình bền nguyên.